Sang câu 75 nào. 75 là một bài toán về về vô cơ nha. Vô cơ nào. 3,94 gam hỗn hợp gồm có 3 thằng này tác dụng với HNO3 thu được khí NO2. Cho BaCl vào thu được một kết tủa, nhưng mà kết tủa này là BaSO4. Các em lấy 4,66 mà chia cho 233 thì nó ra là 0,02 rồi. Rất quen thuộc. Như vậy đây ta sẽ có ngay là 3,94. Thằng lưu huỳnh này sẽ là 0,02 này. Còn lại là thằng C và thằng P đúng không? C và P. Các em đặt ẩn thôi, A với B nhé. Một phương trình bảo toàn khối lượng là 12A cộng với 31B bằng 3,94 trừ đi 0,02 nhân với 32. Một phương trình bảo toàn E là 4A cộng với 5B, 4A cộng với 5B thì bằng 0,9 là tổng số mol E trừ đi 0,02 nhân với 6 là E của thằng S. Thì máy tính nó hiện ra là thằng A này thầy viết luôn nhá, nó bằng 0,12. Còn B thì bằng 0,06. Được chưa? Người ta bảo là đốt cháy toàn bộ hỗn hợp X lấy toàn bộ khí. Khí. Như vậy khí thì chỉ có SCO2 và CO2 thôi. Còn cái thằng P này nó biến thành P2O5 là chất rắn nha. Ok. Thế thì để tính chất tan ta đi ta điền số điện tích. Cái thằng M của chúng ta sẽ gồm có K cộng 0,1 nha, Na cộng 0,15. Được chưa? SC của chúng ta biến thành SO3 2 trừ 0,02. Cờ của chúng ta biến thành Co3 2 trừ 0,12. Ta độ điện tích nào. 0,12 nhân với 2 là 0,24. 24 mà cộng với 0,04 là 0,28. 28 mà trừ đi 25 là H cộng nó sẽ là 0,03. Được chưa? Đấy. 0,03 nha. Câu 75 mà vá ở đâu ạ? À? Câu 75 này thì hôm sau nhá, hôm sau cái phần lý thuyết vô cơ thầy sẽ làm thêm một cái chương trình này nữa nha bạn nha nha em vừa hỏi. Các bạn comment nó chạy xuống dưới rồi. Cái này các em bấm ra ta được là 16,18. Được chưa nhỉ? Cái này cái những cái dạng bài toán như thế này thì